Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến, nơi chia sẻ video hay và chất lượng. Hôm nay em xin chia sẻ anh chị trận cờ hay. Trận đánh của Huyền Thoại, Vương Gia Lương dài vua cả gần Lữ Khâm. Trận này thì Lữ Khâm cầm đỏ đi tiên, còn Vương Gia Lương cầm đen thủ hậu. Mời bạn thưởng thức.将军。将军。
将军。将军。将军。
Quân. Tướng Quân. Trên đây thì vua cờ gần Lữ Khâm đã buông cờ nhận thua. Mình sẽ đi dài biến để các bạn thưởng thức. Tướng Quân. Tướng Quân. Video mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.